Có đến 99% trong nhà chúng ta đều có những cái anh tí à lớn hay nhỏ. Đôi lúc chúng ta cũng rất là bực mình, rất là cấu gắt về những cái chuyện nhỏ nhặt như thế này. Thì lần trước nhí có làm cái clip hướng dẫn cái mẹo đuổi dán, có rất nhiều anh chị yêu cầu nhí à, chia sẻ cái mẹo đuổi anh tí ra khỏi nhà. Không riêng gì các bạn, đôi lúc nhí cũng rất là bực mình về những cái câu chuyện này. Thì hôm nay nhí làm cái clip này để tặng cho khán giả. Bây giờ thì à, nhí xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo cái cách làm nha. Mình có chuẩn bị một ít tiêu hột nè. Thì cái tiêu thì hầu như gia đình chúng ta ai cũng có, có nhiều người có tiêu hột, có nhiều người có tiêu xay, nhưng mà tiêu hột thì hiệu quả hơn nha. Và cái cách này thì nhí đã làm rất là thành công luôn các bạn, thành công miên mãn luôn. Thì mình có chuẩn bị khoảng 20 g tiêu và bên cạnh đó thì chúng ta có chuẩn bị thêm một ít gạo nữa. Thì cái gạo này những anh tí rất là thích nha các bạn. Mình chuẩn bị một ít như thế này là được rồi nè nhà bạn nào mà không có cái tiêu hột thì à, sử dụng tiêu xay cũng được nhưng mà các bạn phải à, gan cái phần tiêu xay lên để cho nó dậy cái mùi lên bây giờ thì mình à, sẽ đi gan cái phần tiêu này lên cả khoảng 2 phút đến 2 phút rưỡi để cho cái tiêu này nó nóng nó dậy cái mùi thơm thì nhí sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về anh tí nhà mình nha nhà mình thì có một anh tí rất là nhỏ nhỏ xíu luôn mà anh rất là khôn và đặc biệt là anh không có phá nha chỉ có một cái là bực mình đi đâu cũng thấy à, À, cái ấy của anh ấy giờ anh đi đâu anh cũng thấy giờ anh làm khắp nhà luôn thì mình tìm mọi cách nè à, dùng bẫy dùng keo mà không bao giờ dính từ khi uh, nhí làm cái áp dụng cái cách này nè coi như là một tuần không thấy mặt ảnh luôn không biết anh trốn đi đâu anh đi đâu mất tiêu mình không biết luôn rồi từ đó cái nhà tới giờ là rất là sạch sẽ luôn không có cái 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 đó của anh ấy nữa bây giờ thì mình sẽ cho vào cái máy xay và mình sẽ xay không quá nhiễn nha các bạn mình xây cái hạt gạo nó gãy làm 4 làm năm như thế này là được nè đó như vậy là ok nè bây giờ nhí sẽ đổ ra một cái chén và cái cách làm như thế này nè các bạn để ý thường xuyên anh ấy xuất hiện ở chỗ nào nhiều ví dụ nhà bếp hoặc là ở phòng khách thì các bạn phải tập kết cái nguyên liệu này ở đó nhiều nhất còn nếu mà ở trên trần nhà thì các bạn có thể gãi đều ra hoặc là gãi những cái lối nào mà anh ấy chui vào chui ra cái đường anh ấy đi á, thì các bạn gãi ở đó thì rất là hiệu quả nha còn nếu mà ở dưới tầng trệt nhà mình á, thì các bạn có thể dùng cái tấm giấy á, các bạn cho lên và mình để càng nhiều nơi càng tốt và cái thời gian mình để cái này nè thì các bạn để khoảng từ 6 giờ chiều nha mình có thể làm trước đi rồi khoảng 5 6 giờ chiều đó mình bắt đầu mình áp dụng mình làm cái giờ đó là anh ấy chuẩn bị bắt đầu sinh hoạt nên mình áp dụng cái cách đó và cái giờ đó thì rất là ok đây là cái mẹo đuổi chuột mà nhí áp dụng rất là thành công nha. Các bạn có cái cách nào làm hay thì nhớ bình luận cho nhí biết. À, nếu các bạn yêu thích cái video này thì nhớ để lại cho nhí xin một like và giúp nhí chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem. Và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ cho nhí xin một lượt đăng ký kênh. Chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái mẹo đuổi chuột thật là thành công. Còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.